bỏ vợ vì cô ấy ngược đãi mẹ. 7 năm sau, bà nói một câu khiến tôi ôm hận cả đời. Tôi cũng chẳng còn gì phải giấu nữa. Tôi nói thẳng là mình đã ngoại tình và muốn cưới người mới làm vợ. Cuối cùng, vợ tôi cũng đồng ý. Thì để biết vì sao anh ấy bỏ vợ và 7 năm sau người mẹ đã nói gì khiến anh ôm hận cả đời. Sau đây, ta sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Khi kết hôn, tôi đã rất yêu vợ. Ngày ấy, hai đứa yêu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Vì thế mà tôi luôn dặn lòng phải đối xử thật tốt với vợ. Thế nhưng ở đời, chẳng ai nói trước được điều gì. Khi còn yêu, vợ tôi là một cô gái dịu dàng và thùy mị. Dù có xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng rất bình tĩnh và chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Vậy mà sau khi kết hôn, chịu nhiều áp lực về tiền bạc và cả gia đình, vợ tôi như biến thành người khác. Chuyện nhỏ cô ấy cũng hóa to, còn những chuyện tưởng như không có gì cũng bị vợ tôi nói đi nói lại. Thời điểm ấy, tôi có sự thăng tiến trong công việc, nên các mối quan hệ cũng nhiều hơn. Thế rồi trong một phút yếu lòng, tôi đã ngoại tình. Biết rằng việc mình làm là sai trái, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể dứt ra được. Nhiều hôm tôi muốn nói lời chia tay với bồ. Vậy mà cứ gặp nhau là những lời nói ấy không thể thoát ra khỏi miệng. Tôi cũng đã tâm sự với mẹ. Lúc đó bà biết tôi mới xa vào mối quan hệ độc hại nên đã khuyên rằng: con đừng vì người ngoài mà hủy hoại hạnh phúc đời mình. Mẹ thấy chẳng có ai tốt bằng vợ con đâu. Quả thật, vợ tôi đã hết sức hy sinh khi chấp nhận cha mẹ chồng bị liệt suốt mấy năm trời. Vậy như những người khác thì chưa chắc đã làm được điều đó. Những lời mẹ nói cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Và tôi vẫn cứ như vậy hơn 1 năm sau đó, cho đến khi tình cảm với vợ cũng nhạt dần. Tôi lại nghe mẹ than thở về con dâu. Bà bảo dạo gần đây, vợ tôi không còn được như trước. Cô ấy hay cáu gắt với mẹ chồng, cũng chẳng nhiệt tình chăm mẹ nữa. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình bỏ vợ thì cô bồ sẽ làm tốt việc gia đình. Cho nên tôi đã đưa ra quyết định sai lầm, đó là ly hôn. Đầu tiên vợ tôi cũng không đồng ý đâu. Vợ chồng đang sống hạnh phúc với nhau, ly hôn chẳng phải là vô lý lắm hay sao? Nhưng tôi cũng chẳng còn gì phải giấu nữa. Tôi nói thẳng là mình đã ngoại tình và muốn cưới người mới làm vợ. Cuối cùng, vợ tôi cũng đồng ý. Sau khi chia tay, tôi chia tài sản rồi cưới vợ mới. Cuộc sống lúc đầu cũng êm ả lắm. Nhưng chỉ sau nửa năm, cô ta đã không chịu nổi mà đòi ly hôn. Thế là tôi mang tiếng hai đời vợ. Kể từ đó, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Mà nói thật là cho dù tôi có muốn cưới ai thì chưa chắc bố mẹ người ta đã đồng ý. Cách đây 2 tháng, mẹ tôi qua đời. Trước lúc mất, bà có trăn trở với tôi vài điều. Bà bảo, mẹ đã viết di chúc để lại tài sản cho con dâu và cháu nội. Con đừng hận mẹ. Ngày ấy, mẹ cố tình làm như vậy là để vợ con có cuộc sống mới. Mẹ không thể trơ mắt nhìn nó bị phản bội hết lần này đến lần khác. Còn đó cũng là cái giá mà con phải trả. Đến khi ấy, tôi mới ngỡ người. 7 năm nay, tôi không hề hay biết mẹ mình luôn âm thầm bảo vệ cho con dâu cũ như vậy. Thì ra ngày đó, mẹ không muốn tôi tiếp tục lừa dối vợ, nên đã nói những điều không tốt về cô ấy. Bây giờ tài sản của bà cũng đã để lại hết cho vợ cũ và con trai của tôi. Điều đó chứng tỏ trước đây cô ấy đã hết lòng với mẹ như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ân hận vì những chuyện đã xảy ra. Vợ cũ của tôi hiện tại cũng chưa đi thêm bước nữa. Nếu như tôi muốn quay lại, liệu có còn kịp hay không? Dòng tâm sự thứ hai, bàn chuyện sinh con, chồng nói một câu mà tôi rơi nước mắt. Tôi rất muốn có con, nhưng chồng lại không thích. Anh nói lý do mà tôi cứng họng vì quá hợp lý. Vợ chồng tôi vẫn còn ở nhà thuê và làm công nhân với mức lương không ổn định. Hàng tháng, tiền sinh hoạt, tiền điện nước và những khoản chi khác luôn là điều làm tôi đau đầu.
Tôi cũng không dám mua cái áo, cái quần hay một thỏi son mới, chỉ vì sợ hết tiền vào cuối tháng. Giấc mơ có nhà riêng luôn rất xa vời và tôi chưa dám nghĩ đến. Tuy vậy, tôi vẫn rất muốn có con. Thỉnh thoảng về quê, ai cũng xúm lại hỏi về chuyện con cái, nên tôi rất buồn. Là phụ nữ, tôi cũng muốn được mang thai, được sinh con, được bồng bế và chăm bẵm đứa con bé bỏng của mình. Nhưng chồng tôi thì không. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều chuẩn bị thật kỹ. Thậm chí, nếu như hết bao cao su, anh ấy sẽ không đụng vào vợ mà ra phòng khách ngủ. Tuần trước, tôi bàn với chồng về chuyện có con. Một phần vì tuổi của chúng tôi đã lớn, nếu như để lâu hơn nữa thì tôi sinh đẻ sẽ rất khó khăn. Phần nữa là vì hai bên gia đình hối thúc quá nhiều, đến mức tôi bị ám ảnh, không dám về quê. Nhưng tôi vừa nói ra, chồng đã phản đối ngay lập tức. Anh nói lý do mà tôi cứng họng, không thể phản bác được. Anh bảo muốn sinh con thì dễ, nhưng tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà lo cho con ăn học tử tế, rồi được mặc quần áo đẹp đẽ như con người ta. Rồi chẳng nhẽ bắt con chui rút trong nhà trọ cả đời cùng với bố mẹ. Chồng tôi còn bảo, kinh tế không có mà cố chấp sanh con, chỉ càng khiến cuộc đời con khổ sở và thiệt thòi mà thôi. Đó không phải là thương con, mà là đang hại đứa nhỏ. Sau đó anh an ủi, bảo tôi cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Khi nào có nhà riêng rồi, thì tính đến chuyện sinh con cũng chưa muộn. Tôi rơi nước mắt, câm nín với những gì chồng nói, mà không dám bàn chuyện có con nữa. Bởi vì anh nói quá đúng. Nếu như kinh tế không ổn mà chấp nhận sinh con chính là đang làm khổ con. Hơn nữa, vợ chồng tôi biết đến khi nào mới mua nổi nhà với mức lương bèo bọt đang có. Thế nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn khao khát được mang thai, được sinh con. Chẳng lẽ chỉ vì quá nghèo mà tôi không thể làm mẹ hay sao? Tôi giằng xé và mâu thuẫn quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự, thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những câu chuyện tâm sự mới nhất từ kênh YouTube Tasha Trần. Một lần nữa, Tasha xin cảm ơn, xin mến chào và hẹn gặp lại.